Niệm Phật phóng quang minh. Đời đường có một vị đạo ngang pháp sư, một lần khai giảng kinh ở Hàng Lăng Sơn Tự. Giảng đến trời nhá nhem tối, lại không có đèn cầy thắp sáng. Lúc này những người nghe kinh, có người thì đang nghĩ: trời ơi, tối thui à, không có thấy chữ gì hết á. Đúng vậy đó, trời tối mù mù à, ai đi đốt cây đèn đi. Vào lúc này, đạo ngang pháp sư đưa tay mình cao lên. Tay của ngài đột nhiên phát sáng, đã thắp sáng cả một ngôi chùa. Những người ở đó đều rất kinh ngạc. Chà, thật là kỳ diệu, tay của sư phụ phát sáng kìa. Mọi người nhìn đi. Đúng vậy, thiệt là kỳ lạ, giống như ánh sáng mặt trời vậy đó. Đạo ngang pháp sư nhìn mọi người đang kinh ngạc, bình thản nói: ánh sáng này vốn sẵn có, sáng soi chiếu diệu, không có điều gì kỳ lạ hết. Đạo ngang pháp sư bình thường tin vào tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc. Trình quang năm thứ bảy, đạo ngang pháp sư nói với người bạn Tri Giao: vào đầu tháng 8 này có thể đến tiễn ta đi không? Vào đúng thời gian đã định, đệ tử khắp nơi đều vội đến. Đạo ngang pháp sư ngồi trang nghiêm. Vào lúc này, lò hương tự nhiên phát ra một mùi hương kỳ lạ. Đạo ngang pháp sư trước tiên dẫn đệ tử thọ giới Bồ Tát. Không lâu, bỗng có tiếng nhạc du dương từ từ vang đến. Một đoàn thiên nhân hùng hậu đã tập hợp ở trên trời. Đạo ngang pháp sư nhìn qua rồi nói: đây là thiên chúng ở cung trời Đâu Xuất đến đây đón ta. Nhưng trước nay lòng tin của ta là tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc. Làm thế nào tội nguyện cho ta? Vừa mới nói xong, thiền nhân thiền nhạc biến mất không thấy nữa. Lúc này diệu âm hương hoa nơi cực lạc thế giới cũng từ từ đến, như đám mây màu sắc bay ở trên đầu của mọi người. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy cảm thấy rất thích thú. Đạo ngang pháp sư nói với mọi người: mọi người chăm chỉ niệm Phật. Hiện nay tịnh độ nơi Tây Phương Cực Lạc đã hiển linh đến đón ta đi. Ta phải đi rồi. Sau khi nói xong, đạo ngang pháp sư đã bình thản yên tịch trên pháp tọa, giảng sanh về An Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.